Xin chào quý bà con. Trước mặt quý bà con là 5 mẫu xe điện được ưa chuộng nhất hiện nay. Máy xe điện mang thương hiệu Việt nhưng tổng công quốc tế. Máy xe điện được thiết kế và chế tạo với motor 100% được quấn vào dây đồng. Và với loại motor được quấn dây đồng thì máy chạy rất là êm, ít bị lóng máy. Với khung, son và lưỡi dao được sử dụng bằng inox bay tơ sáng bóng. Đầu tiên, em xin giới thiệu về mẫu xe điện bé nhất, đó là mẫu xe thịt 370W với son 16cm. Mỗi lần xay được khoảng từ 300 tới 500 gram thịt. Tiếp theo đó, đó là mẫu xe thịt 750W. Đấy. Mỗi lần tiếp theo 700 là 800 gram thịt. 3 bộ son sử dụng son 22cm. Lưỡi dao 3 cánh, rất chi là khỏe. Đối với 3 loại mẫu này thì mỗi lần chúng ta sẽ xay được khoảng từ 1 cân tới 1 cân rưỡi thịt. Mẫu này sẽ sử dụng 900W. Tiếp theo đó là 1,1kW. Cuối cùng đó là cũng sử dụng 1,1kW nhưng có bao đá xung quanh để chúng ta xay giò. Đây là 5 mẫu xay thịt. Xay thịt tôm cua cá ưa chuộng nhất này. Mọi thông tin chi tiết xin quý vị liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.